Hello, xin chào anh em nha. Ở cái video này mình chia sẻ một cái phản hồi của khách hàng về cái cục FPV 100 mà mình triển khai cho anh em làm cái chức năng nâng tiếng sấp đó. Mình mới vừa nhận một cuộc điện thoại của một anh khách hàng và anh ta phản hồi rất là tốt về cái sản phẩm này. Ok, mình sẽ giới thiệu cho anh em. Đó là phản hồi thực từ khách hàng. Tuấn David không bơm nha. Ok, mời anh em xem lại một cái trích đoạn về giới thiệu cái sản phẩm. Ok anh em, nó là đây. Nó là cái sản phẩm của Bigger FPV 100. Đây anh em có thể xem gần. Cái này thì nó sản xuất ra cho cái tính năng là feedback, đó, là chống hú, đó, và kèm theo dynamic ở trong này. Ở trong này nó là có locus, locus tức là các bát, có gate, compressor và đặc biệt là có auto tune EQ để nó chống hú đó. Nhưng mình trải nghiệm thực tiễn con này chống hú lại không hiệu quả mấy. Nhưng đặc biệt nó nâng tiếng sấp cực kỳ căng cực. Ok. Rồi, vừa qua đó là cái sản phẩm mà mình triển khai cho anh em, đó là cái chức năng nâng tiếng sấp cho đầu cơ. Rồi bây giờ tới cái phần mà mời anh em nghe cái cuộc ghi âm giữa mình và anh khách hàng này. Thực sự mọi cái thông tin của khách hàng đều công khai, các bạn có thể kiểm tra cũng như đối chứng là cái sản phẩm này anh ta dùng có hiệu quả hay không, để rồi cộng đồng tất cả những anh em có quyết định mua sản phẩm này ủng hộ cũng như mua sử dụng hay không. Ok, thân mời anh em nghe cái bản ghi âm này nha. Mình sẽ chèn cái hình hoặc là cái chữ gì đó cho nó vui xíu, cho anh em đỡ nhàm chán trong quá trình nghe cái file ghi âm nha. Ok anh em. Alo. Alo. À, em lấy cái bố cục tính năng sút của anh ấy, nhận được rồi. Mà cho anh cho em hỏi cái gốc, cái chỗ delay là thường thường mình để nó số nó bao nhiêu thì vừa ra. Chung chung là cái chỗ delay mà sút. Cái delay á là như này nè. Bình thường á là mình nếu mình để mặt thẳng á là có những trường hợp full nó đi trước hoặc nó gần bằng hoặc nó đi trước một xíu. Được. Thì mình muốn chắc ăn á là mình thụt cái full ra sau, cái mục đích mình thụt cái full ra sau là để mình chắc chắn rằng là cái sóc nó đi trước, nếu mình không rồi. Có đồ smart line để mình đo đó như thế đó. Được. Ý ngụ ý mình là như vậy rồi. Được. Sau đó mình sẽ bấm cái delay này nó về số ở cái phần mili giây á. Mili giây là nó khoảng tầm, nếu mà bình dân nó thì khoảng tầm từ 0 giờ, từ 0 cho đến 2 chấm mấy mili giây, khoảng tầm đó. Vâng, thì anh cứ tư vấn cho em cái chung chung thôi, mà nút thì kê trước, nút thì kê, thường thường nó là phút, nó là kê, trên cái nó xuống thì nó là kê sau rồi. Đúng rồi, mình delay cái shop lại là anh dò từ từ 0 cho đến 2 chấm mấy, 3 chấm đổ lại. Còn tầm đó. À, rồi. Vậy là mini dây. Vậy còn cái chỗ mà cái gì nó có hai chức năng đúng không? Nó có ba, nó là gầm sắc với lại phun với lại meter đó, thì nó ba cái ký hiệu đấy, phòng là mình cái lúc đầu là mình để nó từ 2 chấm mấy đến 3 đúng không? Dạ, anh để bên cái cái meter là nó tính bằng mét, cái đó mình delay cho dài cho mình để bằng MSET á. Và MSET lúc cái đúng là cái đầu tiên. À, để cái đầu tiên đó, để cái MSET đó là mình chỉnh cho nó là mili giây đó, là mình dò cho nó khoảng tầm từ 0 mấy dần dần đến 2 chấm mấy, 3 chấm đổ lại. Rồi mình đi giờ tới giờ đi giờ lui mình nghe cái lúc nào mà full và sấp nó lực nhất á là mình để. À, nếu mà mình dò được là full với này cái mình dò cái độ đó là hai cái là nó kiểu nó lực nhất. Anh dò bằng cách là anh lấy cái micro á, anh alo nó mới rõ. Chứ anh mở nhạc không, nhiều lúc anh không nghe ra, anh alo những cái tiếng trầm, ví dụ như lô 3, 7, 1, đó, để anh nghe được cái tiếng đó. Trong đầu anh dò, anh cho cái người ngoài á, đứng người ta alo trong khu vực nghe á, chứ đôi lúc mình không khom, mình lông khom vô cái tủ máy, mình lại không nghe được, nó ở khu vực trước. Không, mình quay vô, mình nghe được không anh? Dạ, rồi mình mute lại, mình alo cái shop không. Rồi mà mình nghe mình nhớ trong đầu mình á là cái tiếng nó như vậy, nó chắc như vậy, mình trồng cái full lên mà nó vẫn giữ được. Nó ok như thế là mình dùng, còn mà nó lép đi á là mình phải delay, phải chỉnh cho nó. À, tức là cái tiếng sút của nó là nếu như mà khi nào nó đực nhất, nó tròn nhất mà nó thực nhất đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là anh cầm bình thường nó một mình nó thì nó không bị nghịch pha với thằng nào hết. Mình alo đúng thì rồi. Tiếng nó tròn, nhưng mà khi mình trồng cái full lên á là trường hợp anh em xài đồ mà không chỉnh được cái delay á là nó bị lép đó. Nó không có tròn tiếng, đó là mình trồng cái phun đưa mình nghe mà nó lực nhất có thể là ok.
Anh chú ý những cái tiếng ba, tiếng lô, ba, bảy, một rồi đó. Lực nó tiếng micro, mà thử mấy tiếng đó. Không, cái cục này vô phát là nó khác liền, nó đầy. Nghe khác hẳn, là cái tiếng súp nó nấp được nhiều. Cái nó lên cái tiếng súp, mà cái tức là cái tiếng súp nó lên hẳn cái tiếng súp luôn, chứ nó không có tiếng bong 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 gì nữa. Dạ, anh cố gắng được, anh chỉnh cái delay giùm em ra trong cái khoảng đó, thì cái nào nó hợp nhất cái dàn mình là anh để lại. À, thường thường anh nắm thường thường là mình từ hai chấm mấy à, vậy còn có cái chỗ meter nó mình có chỉnh không, mình có hay là về thực tế là không, cái ba cái đơn vị đó nó quy đổi với nhau á, cái mét cái ms thì nó quy đổi ra feet là bằng chân nó quy đổi ra mét, nó bao nhiêu nó là một hết, nhưng mà cái mét là để mình delay dài, ví dụ anh delay tầm 10 mét, mười mấy mét anh dành cho loa full do loa nối tiếp á thì anh dùng qua mét nó dễ hơn, còn anh delay để anh chỉnh pha là anh dùng cái mset tức là mili giây, nó ngắn mà nó dễ chỉnh. Nhưng cho em hỏi một chút này, cái sụp mà nó cứ một bên nó lực kinh khủng lắm, nhưng mà một bên thì chung kép ấy, mà một bên thì nó lại nhỏ hẳn, là không biết là mà cái này là nó do loa nhá, cùng một cái kênh ở trong cái âm đi ra, mà cái loa này nó to kinh khủng luôn, nhưng mà cái bên kia thì nó lại nhỏ, có phải nó ở loa hay là phân tần này? Nó ở loa chứ, loa sấp mà đâu có phân, nó phân tầng, nó có phân tầng, có nhiều cô có, sấp nó có phân tầng nữa thì nó cũng nó không có đáng kể, nếu mà anh sợ đúng bị rồi, phân tầng rồi. Nó bị thì mình cắt phân tầng mà đấu thẳng qua coi thử, kiểm tra thử nó có bị cái cục, có đó, nhiều shop nó có cái cục đó. Em đang tính em cắt cái phân tầng, nó có trong, nó có phân tầng, phân tầng thì do mình độ thôi, mình phân tầng và thì nó gọn tiếng hơn một xíu. Nhưng mà chúng thường thường nó chẳng chơi phân tầng đâu, nhưng mà mình dùng cái cục này á, trong đó nó có ghét rồi thì mình không cần phân tầng đâu. Vậy thì khả năng mình bỏ phân tầng đó coi anh nhỉ. Rồi, nhưng okay. Mà thường thường anh bây giờ anh tách hết hai cái ra khỏi phân tầng thử, anh kiểm tra thử, nếu nó không bị thì đúng do rồi. Cái cục đó. Còn nếu như mà nó vẫn to bên lớn bên nhỏ thì chắc chắn phần nào phải ở nó do rồi cũ, đúng không? Nó do cũ loa rồi. À cũ loa nó hết đời, có khi nó bị chục 500 hoặc là nó xuống nó đúng rồi nhiều thứ đó, tức là nó tại loa chứ không phải, đúng rồi, cùng một cái kênh ra đó cắm loa này kêu kinh khủng, đúng rồi, cùng một cái nó lỗ đó rồi. Cắm nó tục từ rồi là nó giảm độ nhảy của loa rồi đó, chắc đó đó cái độ nhảy đó, đúng rồi đấy, chính xác. Dạ. Bên kia nó kêu lực kinh khủng, nhưng mà bên này nó kêu được khoảng 60% rồi, nghe khá hẳn luôn mà. Dạ ok, cảm ơn anh ủng hộ nghe, có cần gì đó, nữa rồi đấy. Lấy được thì ủng hộ em. Rồi, có đấy, cứ từ từ để làm cái này nó không nôn được, nó cứ từ từ để mình thử. Trước là không biết mua nhiều, đồ quá, nói chung là tiền ngu nhiều quá rồi. Thì ai cũng ra tiền ngu hết anh. Đúng rồi, một đống loa nhà đây mà nó chẳng ra giá sao cả. Nhưng mà nghe từ hôm mình tư vấn đi, mình có khẽ, mình thấy nó gọn, nó dễ hiểu. Mà dạ. Cái gì, cái là mình đem ra những cái đâu phải nói khơi khơi đâu, đúng không? Dạ. Nó có thật thì mình phải nói, đúng đấy. Thế mà không tư vấn sớm thì anh em bao nhiêu anh em mất tiền đồ ăn. thì cái gì cũng từ từ chứ, em nói đúng thật rồi. Nhưng mà có nhiều ông cứ bảo là sao ông đem loa ra thử đi mới tin, thử như nào làm sao anh em nghe được. Không cần thử loa, mình thử rồi, mình ra mình tư vấn thôi, thử loa làm sao cái tivi làm sao mà cái điện thoại làm sao mà nghe. em xin phép anh, em lấy cái đoạn ghi âm này em up lên trên YouTube chút nha. Rồi, okay. Để cho PR với lại để cho anh em nó biết cái hiệu quả của cái con là nâng tiếng này, mặc dù thằng hãng nó sản xuất ra là nó không có tính tới nâng tiếng, nhưng mà về tay Tuấn biết lại triển khai theo cách khác, nhưng mà lại đạt hiệu quả cho anh em là mừng rồi. Đúng rồi, hồi sáng như nấy về rồi, nhưng mà chiều test đúng là khác hẳn luôn, nó thẳng chỗ nào thiếu nào lấp đầy, nhưng một cái lỗ delay nào mình có điều mình chưa quen ấy, mình cứ xài cái vậy, này vậy, mình... anh cho em xin anh mấy 10 giây thôi. Anh có thể nói qua cái số điện thoại của anh cũng như cái ấy, anh nói qua để cho cộng đồng họ nghe luôn, giúp em một cái sản phẩm này. Cái số điện thoại là 0945822046 anh. Cho anh em nó cảm nhận một vài câu thôi anh. Dạ, cảm nhận thì nói chung là cái ghép này thì cục nâng tiếng súp này thì đúng là nó không phải là nâng tiếng súp. Cái ký hiệu của nó là nó trùng hú đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà mình về mà nó xài và cái chống nó xài cái nâng tiếng súp này thì đúng quá hiệu quả, đúng như anh nói luôn. Thật sự là mình về mình cho nên là bảo đồ thì nó sản xuất ra như thế thì quan trọng là quan trọng là người dùng á. Đúng rồi. Chứ họ nào làm thế thôi, nhưng mà cái chuyện mà nó xài được nhiều, nhưng mà mình phải biết khai thác anh. Rồi, dạ em cảm ơn anh chiến phải không?
Anh Yến đúng rồi. À, anh Yến rất là nhiều. Anh Yến ở Cư Giút, Đắk Nông. Các bạn thông tin thì cứ điện thoại với anh Yến này đúng liên rồi, hệ đúng để xác minh cái địa cái sản phẩm chống hú này nó có xin lỗi cái sản phẩm là nâng tiếng nâng tiếng theo cái tư vấn nông dân của bác Tuấn David. Đúng rồi không, mà đồ này là đúng đồ hàng sinh hãng đó. Tại vì lên YouTube mình cũng thấy nhiều, nhưng mà cũng thấy nói chung là tốt, nghe cái tiếng xúc nó tròn mà nó đầy. Mình tức là mình thử trực tiếp ở cũng đẩy, vừa rút ra cũng đẩy, vừa cắm vào cái chỗ nâng tiếng xúc này, hai cái nó khác nhau hoàn toàn luôn. Dạ dạ. Đúng, đúng dạ rồi. Là em đổ tiền PR sản phẩm, em cảm ơn anh Yến rất là nhiều nha. Dạ dạ dạ. Em xin phép là cho em dùng cái đoạn này để em up lên trên YouTube. Dạ dạ dạ. Rồi rồi, có gì anh em không có gì anh em ấy tư vấn giúp anh em nhá, có cái gì không hiểu á. Dạ dạ, ok anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ dạ. Chồng cũng đang chắc đây, tôi phải chào anh nhá. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Ok, như vậy là chốt hạ xong cái phản hồi của anh khách hàng dễ thương này. Chân thành cảm ơn anh cho em sử dụng cái bản ghi âm này để up lên cho cộng đồng. Đây là một cái phản hồi rất là tích cực từ phía khách hàng. Cảm ơn anh đã ủng hộ sản phẩm rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Anh em cảm thấy yêu quý mến Tuấn David thì ghé thăm website amthanhgiarẻ.com để tham khảo những cái sản phẩm của mình có cung cấp. Và cái nào được thì anh em ủng hộ mình. Cũng như đặc biệt ở đây là cái sản phẩm FBQ100 của Badfinger chính hãng, triển khai cho anh em là nâng tiếng sốc nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem video rất là nhiều. Anh em cảm thấy hay thì cho mình xin like, đăng ký kênh ủng hộ, cũng như là đừng quên chia sẻ video cho những anh em khác nha. Bye bye anh em.